Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại video series về crafting X4 của AD. Ở video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chế tạo cái nhẫn 224. Liệu có may mắn như cái video 205 lần trước thì anh em cùng AD chúng ta cùng cầu nguyện là may mắn sẽ đến tiếp nha. Không để anh em đợi nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Crack thôi nào. Crafting, let's go. Một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy đó. Bây giờ là anh em cùng chúng AD chờ đợi kết quả nhá. Thì trong lúc chờ đợi thì AD sẽ nói chi tiết về cái đầu tư hôm nay. Thì cái phần nguyên liệu mà AD gom góp được hơn một tháng, cái phần sáp này và mấy cái nguyên liệu này này thì chỉ chế tạo được có hai nhẫn thôi. AD tính là chế tạo thêm hai nhẫn nữa là mất hơn phải 2,2 triệu crystal. Thì AD đã mua 7 cái bet với giá 6G là mất 42G để đầu tư vào đây, thì coi như là bỏ cái công của mình ra đi, thì cái đầu tư mới của mình là 42G. Nếu như mà như bình thường nó ra 2 sao thì 4 cái thì bán được khoảng 60G, trừ phế còn khoảng 55G. Tức cái giá dao động từ 15 đến 17G một cái đấy. Thì nếu mà ra được skill thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà điều đấy khó xảy ra lắm. Có 4% này rất khó anh em này. Như thế này nó đã trả về hết cái phần crystal ở đây thì kết quả chắc là có rồi. Có rồi, nên là bây giờ chắc anh em cũng mong đợi rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Rất là hồi hộp luôn. Ôi ơi, kết quả đều là 32 cả. 32 mà ở đây 29 lên 32 thì không có cái nào sửa chữa hết. Nhớ trong cái bản test đi test là 41 đấy, đây là điều khá là bình thường, nhưng là bình thường thôi. Hy vọng là ở cái video X4 lần sau thì chúng ta sẽ may mắn, có thể ở đây sẽ cũng sẽ X4 một lần cái 224 này tiếp. Thế đâu sau cái lần này X4 nó lại ra thì anh em nếu mà có X4 hay là chế tạo gì thì AD chúc anh em may mắn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của AD và nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ AD nhé.